Audio Jungle. Hình như có điều gì không đúng khiến bàng hoàng dân chúng, và có lẽ ai cũng nghe rằng Viên đã như người hùng. Ở bên sinh viên nhiều fan lắm, em rằng người tươi thắm, cứ tiếp tục giật vàn thì Viên sớm là nàng kinh ngư Á Châu. Hay là mình cứ lấy hết tất huy chương đi Viên, ấy để chắc chắn, hay cứ nói Viên không muốn tiền, chỉ muốn huy chương thôi. Một ba năm rồi mình lên đến tám, xem có phá kỷ lục nào không. Nếu câu trả lời là có, Viên hãy tiến ra năm châu thôi. Viên đã rèn luyện từ lâu, giây phút ấy cũng mong lắm rồi, và dấu cho mai sau có ra sao thì Viên vẫn sẽ không hối tiếc, vì ngày hôm nay đã chót hy sinh. Hình như có điều gì không đúng khiến bàng hoàng dân chúng, và có lẽ ai cũng nghe rằng Viên đã như người hùng. Ở bên sinh viên nhiều fan lắm, em rằng người tươi thắm, cứ tiếp tục giật vàng thì Viên sớm là nàng kinh ngư Á Châu. Hay là mình cứ lấy hết tất huy chương đi Viên, ấy để chắc chắn, hay cứ nói Viên không muốn tiền, chỉ muốn huy chương thôi. Một ba năm rồi mình lên đến tám, xem có phá kỷ lục nào không. Nếu câu trả lời là có, Viên hãy tiến ra năm châu thôi. Viên đã rèn luyện từ lâu, giây phút ấy cũng mong lắm rồi, và dấu cho mai sau có ra sao thì Viên vẫn sẽ không hối tiếc, vì ngày hôm nay đã chót hy sinh. Cho dù bài đã rất cố gắng bao nhiêu năm nay, nhưng chẳng là gì so với đối phương tới Olympic này. Và muốn vươn ra xa phải quan tâm nhiều, từ nay ta hãy cố chăm chút cho thật nhiều. Nơi một ngày sau thế giới riêng huy chương vàng, Viên chẳng ngại ngùng gian nan, chỉ cần biết Viên luôn giỏi giang. Có Viên ra tay là fan yên lòng, kể từ hôm nay anh sẽ chính thức được gọi tên.